Các em đang đến với chương trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 do báo Thanh niên tổ chức. Thầy tên là Thanh Bình, hiện đang giảng dạy môn sinh học tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em chuyên đề thứ 6, đó là xác định kiểu sen của bố mẹ trong phép lai hai tính trạng. Phép lai hai tính trạng là cơ thể đem lai có hai tính trạng. Và trong trường hợp này, thầy xét một sen quy định một tính trạng, sen trụ là hoàn toàn nếu như đời bố mẹ cho chúng ta lai giữa hai cơ thể đều mang hai tính trạng trội đời con có bốn loại kiểu hình hoặc là xuất hiện hai tính trạng lặng thì từ đó chúng ta có thể suy ra đời bố mẹ là dị hợp hai cặp sen lai với nhau và khi đời bố mẹ là dị hợp hai cặp sen lai với nhau thì lúc đó tỷ lệ kiểu hình đồng hợp lặng tức là mang kiểu sen a nhỏ nhỏ và b nhỏ b nhỏ hay đặt là u thì u có thể bằng 0. Lúc đó ta sẽ có một công thức như thế này, đó là kiểu hình a lặng b trội sẽ bằng với kiểu hình a trội b lặng và bằng 25% trừ u. Còn kiểu hình a trội b trội sẽ là 50% cộng u. Hay không chứng minh lại công thức này với các em. Bởi vì nó rất là đơn giản và được áp dụng rất là nhiều trong các kỳ thi vừa qua cho nên em nhớ luôn công thức này. Và nếu như u bằng 0 nếu như U bằng 0 thì lúc đó ta sẽ có kiểu hình A lặn B trội sẽ bằng với A trội B lặn bằng 25% và kiểu hình A trội B trội là bằng 50%. Như vậy đề con sẽ có 3 loại kiểu hình với tỷ lệ là 1, 2, 1. Như vậy, suy ngược lại, nếu như đề con có tỷ lệ kiểu hình là 1, 2, 1, đề bố mẹ mình đã biết là dị hợp hai cặp, thì lúc đó Các em biết là u sẽ bằng 0, tức là kiểu hình mang cả hai tính trạng lặn bằng 0. Kiểu hình mang hai tính trạng lặn bằng 0 có nghĩa là giao tử a nhỏ b nhỏ của một trong hai cơ thể không được tạo thành hoặc cả hai cơ thể đều không tạo ra được giao tử a nhỏ b nhỏ. Lúc đó chúng ta sẽ có bốn trường hợp như trên màn hình các em thấy. Lúc đó, kiểu sen của đời bố mẹ có thể là liên kết đồng lai với liên kết đối, đây là liên kết đồng còn bên cơ thể bên đây, kiểu xe như thế này gọi là liên kết đối. Và nếu như cả hai cơ thể đều liên kết sen, thì lúc đó mấy thấy rằng ở cơ thể liên kết đồng có thể cho ra giao tử A nhỏ B nhỏ, nhưng cơ thể liên kết đối thì sẽ không cho ra được A nhỏ B nhỏ. Vì vậy kiểu hình đồng hợp lặng sẽ bằng 0, U bằng 0 thì chúng ta sẽ có tỷ lệ kiểu hình là 1 hay 1. Tương tự, nếu xảy ra hoán vị ở một giới, đó là ở cơ thể có liên kết đồng với một tần số bất kỳ thì chúng ta cũng sẽ có kiểu hình đồng hợp lặng là không tức là tỷ lệ kiểu hình của đề con là 121 lập luận tương tự cho trường hợp liên kết đối là với liên kết đối cả hai cơ thể đều liên kết sen hoặc là hoán vị một bên thì chúng ta sẽ có tỷ lệ kiểu hình của đề con là 121 bây giờ thầy sẽ sửa một số câu trong đề thi những năm vừa qua và khí chất đều có thể sống hành thế hệ mới gạch bỏ giới hạn khai phá tiềm năng viết nên điều khác biệt thêm khí chất để tri thức lan tỏa thành nguồn cảm hứng biến tri thức thành sức mạnh để tuổi bừng lên khí chất tri thức song hành cùng khí chất viết nên bản lĩnh thời đại thiên long Quả tri thức bừng khí chất Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A nhỏ quy định thân thấp. Alen B lớn quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen B nhỏ quy định hoa trắng. Đề cho là phép lai. Hai cây điều dị hợp hai cặp sen giao phấn với nhau và F1 có bốn loại kiểu hình. Bây giờ chúng ta cùng phân tích. Hai cây điều dị hợp hai cặp sen giao phấn với nhau mà đời con cho ra được bốn loại kiểu hình thì từ đây suy ra đời bố mẹ phải là một cặp dị hợp cặp còn lại phải là đồng hợp lặng bởi vì nếu cặp còn lại là đồng hợp trội thì lúc đó đồng hợp trội thì giả sử là a lớn a lớn thì lai với bất kỳ kiểu sen nào của cơ thể bên kia có thể là a lớn a lớn a lớn a nhỏ hoặc là a nhỏ nhỏ thì đời con chỉ ra được một loại kiểu hình thức a nếu một loại kiểu hình thử a thì kết hợp với B có thể là hai loại hoặc một loại thì đề con chỉ cho ra tối đa được hai loại kiểu hình mà thôi. Cho nên ở đây đề con cho ra bốn loại kiểu hình thì suy ra đời bố mẹ phải là dị hợp một cặp, cặp còn lại là đồng hợp lặn và cơ thể còn lại phải là ngược lại thì lúc đó đời con mới ra được bốn loại kiểu hình. Cụ thể đời bố mẹ sẽ có kiểu sen ở trên bằng hình 3 tháng. Kế tiếp là người ta cho mình lấy cây thân cao hoa đỏ ở F1 tự rủ phấn cho ra F2 theo lý thuyết F2 tỷ lệ của sen có thể rơi vào trường hợp nào sau đây chúng ta có hai sen A và B thì hai sen này có thể nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau tức là theo quy luật phân ly độc lập hai sen này cũng có thể nằm trên cùng một cặp nếu trong quá trình giảm phân giữa chúng xảy ra không xảy ra hiện tượng trao đổi chéo tức là các sen liên kết hoàn toàn thì chúng sẽ theo quy luật liên kết sen. Còn nếu như trong quá trình giảm phân xảy ra hiện tượng trao đổi chéo, tức là xảy ra hoán vị sen, thì lúc đó chúng sẽ theo quy luật đó là hoán vị sen. Như vậy ở trong đây sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra. Hay xét trường hợp thứ nhất là nếu như hai sen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau, thì chúng sẽ theo quy luật phân ly độc lập. Thì từ đó F1 sẽ có kiểu sen là dị hợp hai cặp. Và nếu như dị hợp hai cặp A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ tự thụ phấn hay đề con sẽ có tỷ lệ kiểu hình là 9, 3, 3, 1 và tỷ lệ kiểu sen Mem xét riêng ra A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ hệ đề con sẽ được tỷ lệ kiểu sen là 1, 2, 1 B lớn B nhỏ lai với B lớn B nhỏ đề con sẽ được tỷ lệ kiểu sen là 1, 2, 1 nhân phân phối vào thì mem sẽ được là 9 loại kiểu sen Nam nhìn bốn đáp án thì không có đáp án nào có chín loại cửa sen cả. Vì vậy, phát biểu này, vì vậy ta sẽ không chọn đáp án, vì vậy ta sẽ không chọn được đáp án nào trong trường hợp phân ly độc lập này. Và nếu như nếu như hai sen này nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể, thì lúc đó sẽ có hai trường hợp đó là các sen liên kết hoàn toàn tức là theo quy luật liên kết sen hoặc là các sen liên kết không hoàn toàn tức là theo quy luật hoán vị sen lúc đó kiểu sen của đề P sẽ là như trên màn hình và lúc này F1 sẽ có kiểu sen là liên kết đối và nếu như mà F1 tự thụ theo quy luật liên kết sen thì lúc đó sẽ cho mình giao tử đó là 1 phần 2 A lớn B nhỏ và 1 phần 2 A nhỏ B lớn. Cả hai cơ thể đều như vậy. Men nhân phân phối vào thì chúng ta sẽ được tỷ lệ của sen của đề con là 1 A lớn B nhỏ, 1 A lớn B nhỏ, 2 A lớn B nhỏ, 2 A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn và 1 A nhỏ B lớn trên A nhỏ B lớn. và viết giao tử ra ở cả hai cơ thể. Rồi men nhân phân phối vào thì mẹ sẽ thấy được tỷ lệ kiểu sen của đề con là một hai một và nếu như xảy ra hoáng vị sen thì lúc đó đời con sẽ cho ra được bốn loại kiểu hình trong bốn loại kiểu hình này thầy chỉ ôm lại cho mẹ bởi vì trong câu này người ta hỏi mình tỷ lệ kiểu sen sẵn câu này thầy ôm lại cho mẹ luôn đó là nếu như hoáng vị sen thì sẽ cho ra bốn loại kiểu hình và bốn loại kiểu hình này có đặc điểm là sẽ có hai loại kiểu hình bằng nhau một loại kiểu hình lớn hơn 25% và loại kiểu hình thứ tư là sẽ nhỏ hơn 25% theo cái công thức mà lúc nãy thầy đã giới thiệu cho mấy em còn nếu như người ta hỏi về cái tỷ lệ cử sen thì nếu như xảy ra hoán vị sen hay giả sử là hoán vị một bên thì một cơ thể sẽ cho ra bốn loại do tử cơ thể còn lại theo quy luật liên kết sen thì sẽ cho mình hai loại do tử nhưng ở đây người ta cho mình là tự thụ phấn tự thụ phấn tức là cả hai cơ thể đều sẽ là liên kết sen hoặc là háng vị sen. Nếu như theo quy luật hoán vị sen, thì lúc đó cả hai cơ thể đều sẽ cho mình bốn loại giao tử và mem tổ hợp lại của các giao tử này thì đề con sẽ ra được là 10 loại kiểu sen. Và mem nhìn qua bốn đáp án của đề thì không có loại nào có 10 loại kiểu sen cả. Cho nên trong câu này đáp án sẽ là câu A. Thật ra câu này là thầy muốn giải thích cụ thể cho mem hiểu đi thi, người ta hỏi mình tỷ lệ kiểu sen, thì mam có thể nhớ nhanh. F1 là dị hợp hai cặp, cho nên nếu như phân ly độc lập, khi mà F1 tự thụ thì đề con ra chín loại kiểu sen. Và thấy cả bốn đáp án không có trường hợp nào người ta liệt kê chín loại kiểu sen. Nếu như hoán vị đề cho mình tự thụ thì lúc đó đề con sẽ cho ra 10 loại kiểu sen. Mam cũng nhận xét là không. Người ta các tỷ lệ cứ sen đề cho không có trường hợp nào ra 10 loại thì lúc đó mấy em sẽ chọn ngay được trường hợp đó là liên kết sen và liên kết sen thì số loại cứ sen sẽ là 3 đó là trường hợp liên kết đối là với liên kết đối như cử sen của F1 mình đã biết thì lúc đó chúng ta sẽ chọn được tỷ lệ cử sen là 1, 1, 2 tức là câu A câu này mình có thể giải rất là nhanh nếu như mà mấy em nhớ được các sen thì có thể là phân ly độc lập hoặc là liên kết sen hoặc là hoán vị chỉ có 3 trường hợp như vậy thôi. Bây giờ thầy xét một câu khác khó hơn một chút trong đề thi năm 2022. Bây giờ chúng ta cùng phân tích đề. Ở một loài thực vật, xét hai cặp sen quy định hai cặp tính trạng A lên chỗ là hoàn toàn, tức là một sen cho tức là đề cho mình là một sen quy định một tính trạng. Phép lai giữa hai cây dị hợp hai cặp sen tạo ra F1 có tỷ lệ kiểu hình chứa hai tính trạng trội là 50%. Đề đã cho mình biết là đề P dị hợp hai cặp sen. Và F1 có tỷ lệ kiểu hình chứa hai tính trạng trội là 50%. Thì lúc này các em sẽ dựa vào công thức mà thầy vừa mới giới thiệu lúc nãy. Dị hợp hai cặp sen là với nhau. Thầy đề con sẽ cho ra được bốn loại kiểu hình. Kiểu hình đồng hợp lặng thì gọi là U. Thì lúc đó kiểu hình mang một tính trạng trội, tức là A lặng B trội và A trội B lặng sẽ là 25% chữ U. Và trong câu này, đề cho mình là kiểu hình mang một tính trạng trội là 50%. Như vậy ta sẽ thấy rằng 50% đó sẽ là 25% cộng cho 25%, tức là U sẽ bằng 0. U bằng 0. Như vậy đề con sẽ có tỷ lệ kiểu hình là 1, 2, 1. Như vậy sẽ có 4 trường hợp xảy ra. Và đề cho mình tiếp một thông tin nữa là ở đề con tỷ lệ mang một A lên trội là 16%. Như vậy trong 4 trường hợp này, mang sẽ tính thử xem là trường hợp nào mang một tính trạng trội là 16%. Mang giải ra, mang tính ra được tần số hoán vị nhỏ hơn 50%, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận trường hợp đó nó là cách giải bài này như vậy. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu tự hào kiến tạo một nền học vấn tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu, năng động và sáng tạo, nơi hùng đúc tâm hồn Việt và trí tuệ thế giới. Học tiếp bậc đại học tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoặc tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới tất cả trong tầm tay bạn thì bây giờ chúng ta đã biết được là có bốn trường hợp xảy ra à trong câu này đề cho mình là f 1 có tỷ lệ kiểu hình chứa hai tính trạng trội kiểu hình chứa hai tính trạng trội thì chúng ta đã biết là 50% cộng u và bây giờ đề cho mình là 50% tức là u cũng sẽ bằng không Ha. cho nên trong câu này đề cho mình là kiểu hình chứa hai tính trạng trội hay là tổng kiểu hình chứa một tính trạng trội là 50%. mươi phần trăm thì lúc đó chúng ta cũng sẽ suy ra được giống như lúc nãy thầy đã hướng dẫn cho các em và có bốn trường hợp xảy ra bây giờ trong bốn trường hợp này chúng ta sẽ giải chúng ta tính trường hợp một alen trội nào là 16% phần trăm thì chúng ta sẽ nhận trường hợp đó kiểu sen chứa một alen trội tức là sẽ có một cặp dị hợp và một cặp đồng hợp lặn đó là dị hợp ở A hoặc là dị hợp ở B thì cặp sen còn lại phải là đồng hợp lặng và chúng ta đã biết là tổng là 16% ở đây thì giải trực tiếp bởi vì giao tử A nhỏ B nhỏ mấy nhận xét trong bốn trường hợp này thì lúc nào cũng có kiểu sen là liên kết đối và kiểu sen liên kết đối thì luôn xảy ra trường hợp đó là liên kết sen em thấy cả bốn trường hợp này kiểu sen liên kết đối là sẽ theo quy luật liên kết sen ít nhất sẽ có một cơ thể liên kết đối là theo quy luật liên kết sen cho nên giao tử a nhỏ b nhỏ này không thể nào của cơ thể liên kết đối theo quy luật liên kết sen vì vậy a nhỏ b nhỏ này là của cơ thể còn lại cơ thể đó có thể là liên kết đồng hoặc liên kết đối có thể là liên kết sen hoặc là hoán vị sen và giao tử a lớn b nhỏ và a nhỏ b lớn này phải là từ cơ thể có kiểu sen là liên kết đối và theo quy luật liên kết sen. Các em nhận xét được như vậy, thì lúc này chúng ta sẽ dễ dàng hình thành được một phương trình. A lớn B nhỏ là giao tử được tạo ra từ cơ thể có liên kết đối theo quy luật liên kết sen cho nên tỷ lệ giao tử sẽ là 1 phần 2. Hãy lấy 1 phần 2 nhân với A nhỏ B nhỏ. Ở kiểu sen còn lại cũng như vậy A nhỏ B nhỏ là một phần, Xin lỗi, A nhỏ B lớn là 1 phần 2 nhân với A nhỏ B nhỏ. Hai trường hợp như nhau cho nên thầy nhân lên cho 2 thì sẽ bằng được 16%. Hệ từ đó sẽ suy ra được A nhỏ B nhỏ là bằng 16% nhỏ hơn 25%. Hệ từ đó suy ra được A nhỏ B nhỏ và A lớn B lớn là giao tử hoán vị. Cho nên suy ra được kiểu sen của cơ thể đem lai sẽ là liên kết đối. Tức là A lớn B nhỏ và A nhỏ B lớn. Giao tử hoán vị thì tỷ lệ sẽ bằng F chia cho 2. Đây là công thức trong sách giáo khoa của chúng ta. Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được F tức là tần số hoán vị sen là 32%. Như vậy, từ thông tin đề cho, kiểu hình chứa hai tính trạng trội, đề P là dị hợp hai cặp, lai like với nhau. Kiểu hình mang hai tính trạng trội là 50%, thì mình sẽ suy ra được U bằng 0. Tức là sẽ có bốn trường hợp giống như trên màn hình mấy em thấy. Từ thông tin thứ hai kiểu sen chứa một alen trộn là 16%. thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được trường hợp nào trong bốn trường hợp này có thể xảy ra. Đó là trường hợp liên kết đối lai với liên kết đối một cơ thể xảy ra hoán vị với tần số là 32%. Còn cơ thể còn lại sẽ theo quy luật đó là liên kết sen. Bạn nào lập luận được như vậy thì mấy em sẽ giải rất là nhanh. Còn nếu không từ bốn trường hợp mà thầy vừa mới nói với các em. Mấy sẽ giải bốn trường hợp đó ra. Mấy cũng sẽ tính tỷ lệ kiểu sen đó là A lớn B nhỏ, A nhỏ B nhỏ và A nhỏ B lớn, A nhỏ B nhỏ là 16%. trăm, em xét trong mỗi trường hợp. Mấy sẽ tính ra trường hợp nào mà cho mình ép nhỏ hơn bằng 50% thì mình sẽ nhận trường hợp đó. Đó là cách mà mình giải từng bước từng bước nó sẽ mất thời gian hơn. Như vậy chúng ta đã biết kiểu sen của đề P là liên kết đối là liên kết đối hoán vị một bên với tần số là 32%. Bây giờ chúng ta sẽ xét từng phát biểu. Phát biểu thứ nhất, F1 có tỷ lệ cửa sen chứa 3 lên trội là 8%. 3 lên trội thì sẽ có một cặp đồng trội và một cặp dị hợp. Và đề cho mình là 8%. Trong câu này, bởi vì DP là dị hợp hai cặp la với nhau, hãy mang nhớ rằng dị hợp hai cặp thì lúc đó giao tử A lớn B lớn sẽ luôn bằng với giao tử A nhỏ B nhỏ. Và giao tử A lớn B nhỏ sẽ luôn bằng với giao tử A nhỏ B lớn. Vì vậy, kiểu sen mang 3 A lên trội sẽ bằng với kiểu sen mang 1 A lên trội. Tức là trong trường hợp này là 16%, chứ không phải là 8%. Tại sao như vậy? Bởi vì kiểu sen mang 3 A lên trội như vậy và kiểu sen mang một a lên trội tức là a lớn b nhỏ a nhỏ b nhỏ thì lúc đó giao tử a lớn b lớn sẽ bằng a nhỏ b nhỏ còn giao tử a lớn b nhỏ thì đã là không đổi cho nên chúng sẽ bằng nhau các em nhớ được điều đó thì câu này các em không cần phải giải gì hết thì mấy em sẽ biết đáp án tổng nó sẽ là 16% còn nếu như mấy em không nhận xét được thì lúc đó mình cũng sẽ giải ra thôi mình sẽ giải từ từ giống như lúc nãy thầy đã hướng dẫn giao tử A lớn B lớn này. Giao tử A lớn B lớn này là phải từ cơ thể hoán vị mới tạo ra được. Cho nên tỷ lệ sẽ là FG2. F mình đã biết là 32% rồi thì FG2 sẽ là 16%. Giao tử A lớn B nhỏ này thì phải là từ cơ thể liên kết sen tỷ lệ là 1 phần 2. Cho nên chúng ta sẽ có là... Chúng ta sẽ có là 16% nhân cho 1 phần 2 cơ thể còn lại tương tự tức là mình nhân lên cho hai thì cũng sẽ ra được 16 đó là chúng ta giải từng bước nó sẽ mất thời gian hơn một chút còn nếu như mà em nhớ được điều này tức là một cơ thể dị hợp hai cặp thì lúc đó giao tử a lớn b lớn luôn bằng với a nhỏ b nhỏ và giao tử a lớn b nhỏ luôn bằng với a nhỏ b lớn thì lúc đó chúng ta dựa vào cái thông tin như vậy chúng ta sẽ giải câu số 1 nhanh hơn như vậy phát biểu số 1 là chưa chính xác phát biểu số 2 F1 có tỷ lệ kiểu hình chứa ít nhất một tính trạng lặn, chứa ít nhất một tính trạng lặn thì có thể là A trội B lặn, hoặc là A lặn B trội, hoặc là chứa ít nhất một tính trạng lặn, tức là có thể là cả hai tính trạng đều lặn, tức là A lặn B lặn. Và trong trường hợp này chúng ta đã biết là A lặn B lặn là bằng 0, cho nên kiểu hình A trội B lặn sẽ là 25% và kiểu hình A lặng B trội sẽ là 25% thì tổng sẽ là 50% cho nên phát biểu này là đúng phát biểu thứ ba F1 có tỷ lệ kiểu sen đồng hợp là 34% kiểu sen đồng hợp thì có thể là đồng hợp cả hai tính trạng trội như là A lớn B lớn A nhỏ B nhỏ hoặc là đồng hợp cả hai tính trạng lặng như là A nhỏ B lớn A nhỏ B nhỏ một trội một lặng như là a nhỏ b lớn a nhỏ b lớn và một trội một lặng như là a lớn b nhỏ a lớn b nhỏ thì trong trường hợp này chúng ta đã biết kiểu sen đồng hợp lặng là không giao tử a nhỏ b nhỏ sẽ luôn bằng với a lớn b lớn Hành thử kiểu sen đồng hợp trội a lớn b lớn a lớn b lớn cũng sẽ bằng không tức là hai loại kiểu sen này bằng không chúng ta chỉ cần tính hai loại kiểu sen bên đây mà thôi thì kiểu sen Thầy xin lỗi, giao tử A nhỏ B lớn và giao tử A nhỏ B lớn. Một giao tử A nhỏ B lớn là của cơ thể theo quy luật liên kết sen thì tỷ lệ sẽ là 1 phần 2. Giao tử A nhỏ B lớn còn lại thì phải theo của cơ thể hoán vị sen. A nhỏ B lớn tức là giao tử liên kết thì công thức sẽ là 50% trừ FG2. FG2 là 16, 50 trừ cho 16 thì sẽ được là 34%. Như vậy một kiểu sen sẽ là 34% chia cho 2. Kiểu sen còn lại cũng tương tự như vậy. A lớn B nhỏ thì sẽ là 1 phần 2. A lớn B nhỏ còn lại cũng là giao tử liên kết. Thì sẽ là 50% trừ F chia cho 2 là 34% chia cho 2. Bấm cộng lại thì sẽ ra được 34%. Cho nên phát biểu thứ 3 là đúng. Phát biểu thứ tư, quá trình giảm phân của một trong hai cây đã xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa hai aromatic của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng. Trao đổi chéo không cân giữa hai aromatic trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng thì sẽ tạo ra được một giao tử lập đoạn nhiễm sắc thể và một giao tử mất đoạn nhiễm sắc thể. Ngoài ra còn tạo ra được hai loại giao tử bình thường và bốn loại giao tử này sẽ với tỷ lệ bằng nhau, tức là mỗi loại là 25% nhưng mà trong bài này chúng ta đã biết là một trong hai cơ thể đã xảy ra hoán vị với tần số là 32% tức là bốn loại giao tử này sẽ không bằng nhau được từ lập luận đơn giản như vậy chúng ta sẽ nhận xét ngay được là phát biểu thứ tư này là chưa đúng bởi vì nếu muốn ra được tỷ lệ kiểu hình như đề bài thì bốn loại giao tử này sẽ có hai loại bằng nhau theo công thức là 50% trừ f2 tức là 34% và hai loại giao tử hoán vị là F cho 2 là 16% chứ bốn loại giao tử không thể bằng nhau được. Cho nên phát biểu thứ tư là chưa đúng. Đây là một số vấn đề thầy muốn giới thiệu với các em trong trường hợp đó là dựa vào kiểu hình của đời con để suy ra được kiểu sen của đời bố mẹ. Và sau khi suy ra được kiểu sen của đời bố mẹ thì chúng ta sẽ dựa vào đó để mà chúng ta giải các yêu cầu của đề bài. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi. Chúc các em luôn nhiều sức khỏe, ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Chào các em. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân, hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc đó là triết lý giáo dục mà đại học quốc tế sài gòn siu luôn hướng đến đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học